Chưa, chị rớt, đi bút nách. Rớt rớt. Đi vỡ áo vai rớt. Đi đào hò. Rồi đi với nà. Ý là đi chơi thôi chứ làm gì hàng nhiều trời. Ừ. Thì đi bút nách mà nách trong bị mấy cục mỡ kìa. Mấy cái cục hạt như bữa nói tưởng cây là cục hạt nó không phải hạt. Mẫu mỡ nách á. Chừ để chừ đâm ra nặng ra này. Rồi về chừ á. Là Làm em, làm em không gì hết, hết chưa chị? gần hết Cái cao gần hết nó giống cao nặng bụng quá vậy. hắn thiện đứa đây. Ui đau quá chị ơi. Làm xíu mà không hắn hết. Ui đau quá. Ráng à, đào ra. À, chị ơi đừng 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 đừng. Chỉ có cái bây giờ đẹp. Gần hết rồi. Phải lấy được cái chân này. Hơi đau xíu. Ráng cá nữa thôi. Gần được rồi. Ráng xíu nữa. Ô trời đã. Ghê lắm em ơi, ráng đi. Xí nè. Phải đau xí. Tóc nó ghê. Trời lạnh này hành. Xong. Xong cục ni thôi nha. Còn mấy con nữa, ráng làm cho xong. Nóng người quá nóng gì. Nóng người quá nóng. Cái này là nó bị mấy cái mình thay đổi nội tiết tố gì trong người á, cái nó bị vậy. Ráng gì lấy cái chân ra chứ không lên lại nó xí. Ráng Thấy rồi chị ơi. còn cục này nữa, còn cục nữa thôi. Nước không đau đó. Xong chưa? Từ từ 5 phút nữa là xong. Không phải ai mà làm được cái này đâu cô gái. Hát gì sợ. Hết chưa? Hết rồi.
Còn mua. Đi tự biết mà. Gần xong rồi. Yên tâm. Nhìn cái tay này. Kinh lắm. Chị là chuyên gia về ô nhọt ấy mà. Gần xong. Đau quá chị ơi. Nếu có một cục đó là chị thích chích tê cho em. Nhưng mà đáng quá nhiều cục đi. Quá nhiều cục phải càng chích tê chứ. Quá nhiều cục tùm lum mà chích tê em đau như nhau à. Tê vô cũng đau lắm. Cố gắng nha. Đau lắm chị. Thấy rồi đó chị ơi, còn đâu. Chị nhớ còn cục cho em nữa. Thấy hai cục nữa nè. Ê, ướt rồi chị. Dạ, ướt rồi. Để cho xong luôn đi. Cố gắng nha. Đau quá. Trời ơi. Ok. Còn cục nữa. Mà hứa là một cục này nữa là xong. Cũng nó đau lắm chị. Xong rồi. Cho em lấy ô tư luôn. Em cho chị nặng là được. Chứ không thấy cho chưa? Cũng nặng. Thấy chưa? Còn mua về cho bà con video của bà là sao? Đây người ta không biết bệnh viện máy ra em. Đau quá chị ơi. Xong. Nằm im là. Chị hỏi làm cho chị. Thì. Thôi đừng chết được em đau quá chị ơi. Xong rồi đây. Bốn hơi đào xíu. Cho chị một lần nữa. Rồi ok. Giờ bây giờ lại đau để lấy một mặt nữa. Thôi. Thôi không chịu đâu. Đau này cũng xỉu rồi. Thôi đừng tìm nữa. Tìm nó nặng nữa. Tìm cho hết chứ. Đâu ví dụ thấy bữa sau chị hành tiếp ra. Đi quá nách cuối cùng đi nằm mụn. Hết rồi.